trà sát thoải mái không chảy xước. Linh kiện mạch hiện đại, cao cấp. Công nghệ đua ông inverter tiết kiệm 40% điện năng. Điều khiển cảm ứng mượt mà mọi chức năng. Xin chào tất cả các anh chị, chào mừng các anh chị quay trở lại với chuỗi video review bếp của em Toàn. Ngày hôm nay thì em Toàn sẽ giới thiệu với các anh chị một trong những model bếp điện tử rất được ưa thích tại Sevilla, model SVEG680. Đây là một sản phẩm mới với rất nhiều những ưu điểm nổi bật mà được các anh chị đánh giá cao. Và bây giờ hãy cùng em Toàn khám phá sản phẩm này các anh chị nhé. Ở đây, các anh chị có thể lựa chọn bằng cái phím có hình bàn tay. Lần lượt là steam, đây là chức năng hấp. Tiếp theo là steaming, đây là chức năng hầm. Subfly, đây là chức năng chiên, xào, nấu. Và cuối cùng là power, đây là chức năng thông thường và linh hoạt của bếp. Với chức năng power, các anh chị có thể lựa chọn các mức công suất tùy từ P1 đến P9. Với chức năng xào nấu thì lúc này bếp sẽ chuyển sang một chế độ, đó là chế độ ổn định nhiệt độ, để giúp cho các anh chị xào nấu thức ăn một cách tốt nhất, ngon nhất. Và nhiệt độ của nó sẽ được ổn định từ 60 là thấp nhất và đến cao nhất là 260 độ. Chức năng tiếp theo là chức năng hầm, mặc định là bếp sẽ để ở chế độ công suất là P7, chúng ta không thể điều khiển các mức công suất khác. Đây là chế độ tối ưu cho món hầm. Tiếp theo là hấp, nó sẽ mặc định mức công suất là P8. Còn các anh chị muốn thay đổi công suất linh hoạt thì chúng ta sẽ chuyển nó về chế độ power. Trong quá trình nấu nướng, nếu như các anh chị rời khỏi khu vực nấu nướng mà không muốn đặt lại cái chế độ nấu ăn mới cho bếp thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng tạm dừng. Với tính năng tạm dừng này thì nó sẽ giữ nguyên lại cái chức năng mà các anh chị đã lựa chọn chế độ nấu ăn cho bếp. Và khi nào các anh chị quay trở lại khu vực nấu nướng, chúng ta chỉ việc ấn vào nút tạm dừng một lần nữa để khởi động lại. Các anh chị chỉ việc ấn vào nút booster. Nhưng một lưu ý nhỏ là chỉ khi nào các anh chị chọn chức năng power thì các anh chị mới sử dụng được cái tính năng booster này. Bếp sẽ được đưa vào trạng thái là max công suất, nó sẽ đun mọi thứ nhanh gấp 3 đến 4 lần. Đấy, các anh chị cũng có thể linh hoạt bật hoặc tắt tính năng này. Với tính năng giữ ấm thức ăn này thì nó sẽ duy trì ở mức nhiệt độ 40, 60 và 80 độ C. Đây là tính năng giữ ấm thức ăn. Với tính năng hẹn giờ thì các anh chị có thể hẹn giờ từ 1 phút cho đến 240 phút. Để tắt tính năng hẹn giờ thì các anh chị chỉ việc điều chỉnh thời gian về 0 như thế này, hoặc là chúng ta tắt nguồn đi và bật bếp lại thì nó sẽ tắt tính năng hẹn giờ. Lúc này tất cả các cái phím điều khiển trên này đều sẽ bị vô hiệu hóa. Với tính năng khóa như thế này thì bất kể các tác động vật lý nào lên cái bảng điều khiển này, nó cũng sẽ không làm thay đổi cái tính năng hay là chế độ nấu của bếp. Từ đó nó sẽ hạn chế được rất lớn cái việc đó là bếp tự động bật lên, tự động thay đổi chế độ gây ra cháy, nổ hay là các nguy hiểm khác khi trong quá trình đun nấu. Đây là một sản phẩm vừa dễ sử dụng, vừa có thiết kế sang trọng, lại còn có những cái tính năng vô cùng là nổi bật và khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Chính vì vậy em Toàn tin chắc rằng đây là một sự lựa chọn tối ưu cho căn bếp của gia đình các anh chị. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi video hướng dẫn sử dụng của Sevilla. Chúc các anh chị có những giây phút nấu ăn vui vẻ trong căn bếp của gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại.